Okay, hôm nay thì mình không đeo kính và xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Normal Computer. Và như đã hứa là chúng mình sẽ test game rất kỹ chiếc máy LQ24 này. Với cái phiên bản mình vừa mới review cho anh em là con i7 13650HX 16GB và RTX 4050 ha, để cho xem cái kết quả chơi game bình thường nó sẽ như nào. Và mình sẽ phần lớn là test những cái tựa game FPS thôi, bởi vì mình chơi FPS khá là nhiều. Và cái thứ hai là để cho các bạn hiểu được thế nào là 1% lâu và nó sẽ ảnh hưởng đến thế nào trong cái quá trình anh em chơi nhá. Đó, thì hiện tại là mình đang nhìn thấy đây là hơn 300 FPS, đứng im thì hơn 400. Lý do tại sao lại bảo là chơi Deathmatch thì kỳ thực là nó sẽ, một là vừa tiết kiệm được thời gian chúng mình có thể test được nhiều tựa game hơn. Cái thứ hai là nó cũng sẽ đủ giả lập lại được một trận đấu đầy đủ. Tuy là nó sẽ không có nhiều những cái kỹ năng, những hiệu ứng giống kiểu là Bridge Ulti ở trong Valorant này hay là Fade Ulti, nhưng mà nó cũng sẽ tái lập đủ, bởi vì ở những pha trong game Deathmatch thì nó sẽ có đâu đấy khoảng tầm 4 cho đến 5 người và render nhân vật người thì nó sẽ tốn khá tài nguyên. Nó cũng không khác gì những cái tài nguyên mà dùng cái skill global đâu. Đó. Hiện tại thì FPS 100 low nó sẽ là hiển thị ở cái đồng số này. Nó sẽ là cái FPS thấp nhất ở trong một khoảng thời gian chơi. Thì cái này là do là thời gian chơi nó khá là ngắn và nó bắt được frame nào thấp hơn, bắt được frame nào thấp nhất thì nó sẽ đo ngay và nó sẽ tính trung bình ngay. Thì cái FPS này nó khá là thấp, bởi vì nó là FPS thấp nhất trong khoảng thời gian đấy mà. Đó là cái khung hình, khoảng khung hình thấp nhất trong 1 giây. Ừ. Thì đây là 1 giây được 370 khung hình thì nó sẽ tạo ra cái mượt. Và mình sẽ giải thích luôn cho các bạn đấy là tại sao màn hình nó chỉ có 444Hz, 165Hz hay 240Hz mà lại phải cần FPS cao thế. Thì nó sẽ có thêm một chỉ số nữa để anh em cần quan tâm, đấy chính là frame time. Thì các bạn có thể đang nhìn thấy đây, đấy là frame time con này chỉ có 20 giây mà thôi, rất là thấp. Tức là sao? Càng nhiều FPS thì các cái độ trễ như là mình bấm nút này nó sẽ được giảm thiểu đi khá là nhiều, cũng như là những cái click chuột nó sẽ nhanh hơn. Đó. Thì cái frame time này sẽ có nhiều anh em chơi game FPS sẽ cần, bởi vì nó sẽ thể hiện là độ delay của anh em khi bấm nút. Và nó cũng giải thích tại sao là chơi game FPS thấp nó lại lag thế, nó lại khó chịu thế, bấm phím các thứ nó cũng không nhạy bằng. Đó. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là con máy nó chỉ chạy ở đâu đấy là 76 độ, thi thoảng quanh lên một chút gọi là 80 độ thôi. Không quá nóng tí nào đâu. Không nóng. Mà đây là một tựa game ăn CPU rất là nhiều mà chỉ có ăn 20%. Nói chung con máy này nó đang có một cái con CPU rất là mạnh, nhưng mà mạng lag em thông cảm nhé. Đó, mạng lag em thông cảm ha. Một CPU này rất là mạnh và cá nhân mình đã sử dụng qua một vài con máy khác với chip Intel đời 14 như là i7 14650HX hay là 14900HX sắp tới, nó là chính con Acer Helios Neo. Thì cái sự chênh lệch giữa đời 13 và đời 14 là nó không có nhiều. Cái này thì mình cũng đã giải thích ở trong cái video đánh giá chi tiết con LQ24 này rồi. Thì lựa chọn Gen 13 nó vẫn là hợp lý hơn, vừa dễ để phân cấp cho chính hãng Lenovo, mà nó cũng đem lại một cái mức hiệu năng rất là ổn, nó không cần thiết phải lên đời 14 làm gì cả. Đó, cái FPS 1% lâu này rồi nó sẽ từ từ nó sẽ lên anh em nhé, chứ nó không phải là lên phát một đâu. Ai ơi, chắc thêm tí nữa rồi mình đảo game ha. Ui trời, xong. Ok, đổi game nhá. Thì với cái tựa game gọi là Liên Minh Huyền Thoại này, nếu mà mình chỉ cần để ăn cáp một phát thôi thì anh em sẽ hiểu lý do tại sao mình đó, nhìn thấy khung hình không? Nó lên FPS rất cao và bắt buộc là phải khóa lại ở mức khung hình nó đủ an toàn. Chuột hơi nhanh à? Ui tôi chết rồi. Đó.
thì kỳ thực là cái tựa game CS2 này so với cái phiên bản trước của nó là CSGO ấy thì nó tối ưu rất là tệ, thật sự. Thường là những cái cấu hình như này mà chúng ta mà chơi CSGO ấy thì chắc chắn là nó cũng sẽ có một cái mức FPS là tương tự với cả Valorant, là khoảng tầm 300 FPS là chuyện bình thường. Mà như các bạn thể thấy ở đây là FPS nó chỉ dao động loanh quanh là 140 cho đến 150 mà thôi. Và FPS 1% lâu nó cũng trồi sụt khá là nhiều. Đó. Tức là mắt nhìn thì vẫn mượt thôi, nhưng mà các bạn thể nhìn thấy cái phần frame time đây này. Đôi lúc nó sẽ nhảy lên hơn 60 giây. Và những cái tình huống này kể cả một nụ cười thật tươi trắng sáng như PS thì cũng không chữa được. Không chữa được. Là tại con game nhá, chứ không phải con máy yếu nhá. Con game mà tối ưu rất là dở. Đó. Tức là chơi về cơ bản nó vẫn rất là mượt thôi, nhưng mà để mà bảo là try hard các thứ thì mình e rằng là con game này vẫn chưa phải là một con máy thực sự nên try hard ở laptop, mà nó sẽ nên ở trên PC hơn. Nếu mà các bạn ở mức rank cao chẳng hạn, là kiểu Premier bao nhiêu nhỉ? 12k đến 13k elo, những cái con điểm như mình nói ở đây, những cái vấn đề như mình nói ở đây là độ delay các bạn sẽ hiểu ngay. Các bạn thể thấy mức FPS nó không hề ổn định một tí nào. Nó sẽ nhảy từ 100, 200, 240 xuống còn 150 các thứ. Và mình vẫn sẽ thanh minh nốt một phát đấy là tại sao mình chơi Deathmatch, bởi vì nó vừa đủ giả lập lại cái trận chiến thực. Tuy là con game này cái tối ưu nó tệ đến cái mức mà khi chỉ cần bò vào trong smoke thôi thì cái FPS nó giảm rất nhiều, bởi vì nó dùng cái smoke volumetric, tức là cái dạng smoke mà nó sẽ fill cả cái phần bản đồ, những cái vùng trong game, thay vì là cái cả smoke trước là dạng kiểu smoke area giống như của Valorant. Đó, giống như của Valorant hiện tại. Kiểu thế. Thì cái dạng smoke volumetric này thì nó sẽ ăn FPS hơn khá là nhiều. Ăn phần cứng hơn nhiều. Bởi vì nó cần nhiều thứ về xử lý hơn, đặt nhiều gánh nặng cho CPU hơn. Mà còn game không tối ưu nó thì đúng là dở tệ luôn. Đó. Nào làm thêm đúng 3 mạng nữa không được phát out game luôn này. Một mạng chết này. Rồi 2 mạng. Một mạng nữa chúng ta sẽ đổi sang con game khác ha. Rồi xong. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang tựa game khác ha. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một tựa game AAA tiếp theo, có tên là Cyberpunk. Đó. Thích thì có thể comment ở bên dưới, còn bây giờ thì gọi là run benchmark. Ok. Mình sẽ để ở đây basic nó sẽ là medium. Đó. Là được. Và sau đấy run benchmark. Confirm. Tắt một chút đi ha, để chúng ta lát nữa chúng ta xem lại là cái FPS 1% lâu nó sẽ là bao nhiêu. Mình sẽ ngồi đây thôi, mình sẽ không đi đâu cả. Đang là 25 giây, nhưng mà đối với những tựa game AAA như này thì mình nghĩ là cái tiết tấu cao là không có, nó không tồn tại. Thành ra là cái việc mà anh em tận hưởng những con game này ở khoảng tầm 40-50 FPS là một cái điều rất bình thường. Cũng như là đây mình đang thấy nó là một cái FPS rất là đều nhá, mà bằng một cách thần kỳ nào đấy 65 độ, 66 độ GPU và CPU. Sao ít thế nhỉ? Ít nhở? Ít thật đấy. 50, thấp nhất là 30. Thấp nhất là 30 thì nó sẽ ở một vài đoạn thôi. Mình nghĩ thế. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái vùng gọi là vùng sáng, có ray tracing. Úi xổi ơi, nó đẹp. Và thường ấy là nếu anh em mà có chơi game AAA như này thì các cái frame được tạo ra bởi DLSS thì trông nó sẽ hơi bị giật khựng một tí, xong nó sẽ hơi giả. Thì mình vẫn mong muốn đấy là anh em nào mà chơi game AAA thì tắt DLSS đi, để cho cái game nó trông nó đẹp nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái FPS trung bình mà game đo được nó là bao nhiêu. 49 FPS không bật DLSS. Ray tracing medium. Tức là không phải là ray tracing medium, tức là nó đang ở medium và ray tracing đâu nhé. Nó vẫn là ở 2, nhưng mà cái mức ray tracing nó chỉ ở mức medium thôi, chứ không phải là con game nó để ở cái mức gọi là trông nó lỏ. Nó các bạn có thể nhìn thấy đây này, resolution các thứ này, texture quality để là auto là 2 luôn, vertical sync không bật. Rồi DLSS mình chỉ để là auto mà thôi, nhưng mà nó không bật cái frame generation lên thì trông nó sẽ gọi là phần nào đấy nó đẹp hơn một chút thôi, chứ nó không phải là frame generation tạo những cái frame giả nhét vào trong những cái khoảng để nó tăng FPS lên. Đó,
Và thường ấy là bật DLSS lên thì game nó sẽ bị delay hơn khá là nhiều. Còn lại thì đó, các bạn có thể nhìn xem, game mượt, đẹp, không vấn đề gì cả. Và sẽ là một game cuối cùng. Thì con này nó sẽ là một cái game, nó sẽ thiên hướng là ăn nhiều một GPU thôi. Họ graphics mình để thẳng luôn là Ultra. Đó, nó ăn còn chưa hết VRAM. Mắc hết rồi. Chả có gì không mắc được cả. Apply, đó, apply lại này. Và sau đấy là mình sẽ run benchmark. Ok. Đó. Bốn game như này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn khá là nhiều so với Cyberpunk, bởi vì những con game thường được port trên này ít khi sẽ hỗ trợ RTX, ít khi hỗ trợ Ray Tracing. Mà đây cũng không phải là một game nó được hỗ trợ Ray Tracing quá nhiều. Thành ra là trong bình thường nó trông nó cũng đẹp rồi, mà Ray Tracing thì mình nghĩ là trông nó sẽ còn lung linh hơn nữa. Nhưng mà thôi, không có thì FPS chơi nó cũng cao hơn, mắc setting mà chơi nó nhẹ nhàng này. 100 FPS và FPS 1% lâu là 71, cũng như là frame time là 10. Con game này là một con game kiểu dạng mà bắn cung, bắn súng, chém giật các kiểu. Nó không phải là chém căng quá giống kiểu hack and slash, giống như mấy con DMC, kiểu Devil May Cry 5 ấy. Nhưng mà vẫn là một con game đẹp, vẫn là một con game có cái độ gọi là thế giới mở và bubble nó sướng. Mà công nhận bây giờ các bạn gọi là mua laptop ở thời điểm này sướng nhỉ. Cái tầm gọi là tầm sinh viên ấy, tầm sinh viên năm nhất ở thời điểm này mua laptop 20 triệu mà chơi tất cả các thể loại game, dã man thật. Chứ cái tầm gọi là quay trở lại tầm 4-5 năm trước đi, 2019, 20 vẫn chỉ có những con cạc là gì ta, 166, 1650 này, 2050 này. Đấy, căng lắm gì là được con 3050 à? Không, nói chung là khoảng đấy. Là những con máy đấy gọi là chơi game triple A nó vẫn còn hơi thở. Thật sự vẫn rất thở. Tức là thở oxy các bạn. Mà bây giờ máy 20 mấy triệu, thiết kế ngon, cứng cáp, tản nhiệt tốt, hiệu năng tốt. Đó. Và chơi được game triple A gọi là nhẹ hều luôn. Và đó, với con game này thì bằng một cách thần kỳ rồi nó tối ưu, nó là dạng game port ấy. Bằng cách thần kỳ nào đấy thì đây là một dạng game port từ console lên. Thì là nó sẽ có cái độ tối ưu nó chưa ổn định cho lắm. Và đây là game nó hắc ám, thế nên là nhiệt độ nó sẽ không được tối ưu cho lắm. Bạn thể nhìn thấy đây là 75-80 độ. Nhưng mà với một con laptop gaming chơi game nặng 75-80 độ là một con số rất ok nhá. Còn những cái game try hard kiểu dạng FPS này, game eSport này, mà máy nó chỉ có 65-70 độ thôi thì con máy này gọi là thực sự rất mát luôn. Cũng như một cái điểm lợi lúc ấy mình quên, mình chưa kể cho anh em, đấy chính là con này nó vẫn sử dụng một cái thiết kế nó nửa cũ nửa mới. Tức là nó sẽ chỉ hút gió ở dưới này và đẩy gió ra đằng sau, thành ra là mình chơi chuột ở bên này nó không bị một cái vấn đề gì hết. Đó, nó không bị một cái vấn đề gì cả. Không bị nóng tay cũng như là ở phần trên này. Chơi game nóng, nút án LED dùng vẫn ok. Mình thì sẽ có sớm một cái súng bắn nhiệt độ cho anh em thôi. Còn hiện tại là những gì mình sờ ở đây nó không bị nóng. Chỉ ở đây nóng thôi, đơn giản mà. Giữa máy 98%, à nhầm, 98 FPS, 98 FPS trung bình. Đó, ở Ultimate Quality Full HD, quá ngon. Nói chung, túm cái máy lại thì cái chiếc LOQ 2024 này, giá thì mình có đi tham khảo lượm lặt ở từ bên Pháp Xu Trung Hoa, sau đấy là sắp tới sẽ về Việt Nam, thì giá nó sẽ từ 23 triệu. Một con laptop 23 triệu, cấu hình rất khủng, SSD hơi lùi một tí. Nhưng mà tất cả những gì nó đem lại, từ màn hình đã đẹp hơn, thiết kế nó xịn hơn và tản nhiệt cũng đã ngon hơn, thì mình nghĩ với 25 triệu đây là một chiếc laptop rất đáng để anh em xuống tiền. Và rất cảm ơn anh em đã xem video đến giờ phút này, test game của mình. Và nếu như anh em nào có nhiều game hay hơn mà để gọi là test cho những chiếc máy tiếp theo, giả dụ là sắp tới sẽ có con Acer Helios Neo 16 i9-4060, thì anh em có thể comment ở phía bên dưới. Cũng như là nếu kết quả này hay là một vài con game này hay là những cái vấn đề gì mà mình đang gặp phải ở đây, anh em có hướng giải quyết thì có thể comment cho mình phía bên dưới ha. Còn bây giờ thì like, subscribe cho kênh No 1 Computer bởi vì nó miễn phí mà. Và Duy Công Kệ, peace out. Xong.